Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một địa điểm gây tranh cãi bậc nhất tại Nhật Bản. Đó là đền Yasukuni. Tôi rất tò mò về ngôi đền này, bởi vì nó dường như là một nút thắt lịch sử liên quan đến cả Nhật Bản và các nước láng giềng. Thật may mắn khi hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử Nhật Bản, ông Nguyễn Mạnh Hùng. Chào mừng anh Hùng. Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Rất vui được chia sẻ cùng mọi người về đền Yasukuni. Ngọc Mai nói đúng, nó là một nút thắt lịch sử. Nhưng mà Ngọc Mai này, tôi cá là nhiều người vẫn nghĩ Yasukuni chỉ đơn giản là một ngôi đền thờ cúng. Sự thật phức tạp hơn nhiều đấy. Thật sao? Vậy thì tôi càng háo hức muốn nghe anh hùng kể chuyện rồi. Anh có thể bắt đầu bằng việc giải thích Yasukuni là gì và tại sao nó lại gây tranh cãi đến vậy không? Được chứ? Hãy tưởng tượng một cuốn sổ ghi tên tất cả những người lính đã hy sinh vì Nhật Bản. Yasukuni chính là cuốn sổ đó, nhưng được thể hiện dưới dạng một ngôi đền. Ban đầu, nó được xây dựng để tưởng nhớ những người lính. Nhưng sau này, những tội phạm chiến tranh, bao gồm cả những kẻ cầm đầu phát xít Nhật, cũng được thở ở đây. Đó chính là nguồn cơn của mọi tranh cãi. Điều này thật thú vị. Tôi cứ nghĩ Yasukuni chỉ là nơi tưởng niệm những người đã khuất Vậy việc thờ cả tội phạm chiến tranh ở đó có ý nghĩa gì? Đối với một số người Nhật, việc này đơn giản chỉ là tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh cho đất nước. Nhưng đối với các nước từng bị Nhật Bản xâm lược như Trung Quốc và Hàn Quốc, thì đây là hành động tôn vinh tội ác chiến tranh. Hãy thử nghĩ xem, nếu một kẻ sát nhân được thờ cúng như một anh hùng thì gia đình nạn nhân sẽ cảm thấy thế nào? Tôi hiểu rồi. Vậy phản ứng của Trung Quốc và Hàn Quốc như thế nào trước việc này? Họ rất phẫn nộ. Mỗi lần một thủ tướng Nhật Bản đến thăm Yasukuni là ý như rằng sẽ có phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Biểu tình, lên án trên báo chí, công hàm phản đối, đủ cả. Họ coi đây là sự xúc phạm đến ký ức của những nạn nhân chiến tranh. Vậy trong nội bộ nước Nhật thì sao? Liệu có sự đồng thuận nào về vấn đề này không? Cũng chia rẽ lắm chứ. Cánh tả thì phản đối kịch liệt, coi Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt. Cánh hữu thì lại ủng hộ, cho rằng đó là cách thể hiện lòng yêu nước. Thậm chí ngay cả Nhật Hoàng cũng từng đến thăm Yasukuni, nhưng sau đó đã ngừng để tránh gây thêm tranh cãi. Câu chuyện này thật phức tạp. Vậy còn các thủ tướng Nhật Bản thì sao? Thái độ của họ như thế nào đối với việc thăm viếng Yasukuni? Có nhiều trường hợp khác nhau lắm. Như thủ tướng Nakason, ban đầu rất quyết liệt thăm đền. Nhưng sau đó, vì áp lực từ trung quốc ông đã phải nhượng bộ ngược lại thủ tướng koizumi thì kiên quyết đến yasukuni bất chấp mọi phản đối ông thuộc thế hệ hậu chiến nên có lẽ cách nhìn nhận vấn đề cũng khác với thế hệ trước thế hệ đó là một điểm rất đáng chú ý anh hùng có thể nói rõ hơn về ảnh hưởng của yếu tố thế hệ lên vấn đề này không tất nhiên rồi những người thuộc thế hệ nakason từng trải qua chiến tranh thường quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề châu á còn thế hệ Koizumi thì lại hướng nhiều hơn về phương Tây. Điều này cũng ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận về lịch sử và vai trò của Yasukuni. Tôi hiểu rồi. Vậy, theo anh, liệu có giải pháp nào để giải quyết vấn đề tranh cãi xung quanh Yasukuni không? Đã có nhiều đề xuất như xây một ngôi đền khác để tưởng niệm hoặc yêu cầu Yasukuni ngừng thờ tội phạm chiến tranh. Nhưng tôi e là khó khả thi. Bởi vì, như trường hợp của Koizumi cho thấy, ngay cả khi có một lựa chọn thay thế, nhiều người vẫn muốn đến Yasukuni. Vấn đề nằm ở giá trị biểu tượng của ngôi đền này. Vậy là tương lai của Yasukuni vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hôm nay, tôi đã học được rất nhiều điều thú vị từ anh Hùng. Cảm ơn anh đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả. Hẹn gặp lại.